Kênh Sức Khỏe Cây Trồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Chào mừng bà con quay trở lại với chuyên đề về hoạt chất sâu bệnh của chúng tôi. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tung hàng loạt những cái video liên quan tới những cái hoạt chất về sâu và những cái đối tượng côn trùng. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một số cái hoạt chất chuyên về nấm bệnh. Thì về đối tượng vi khuẩn thì chúng tôi sẽ tách làm hai video. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói cho nhóm kháng sinh trước. Còn trong video sau thì chúng tôi sẽ nói cho một số cái hoạt chất vi khuẩn còn lại. Sau đây thì xin mời bà con chúng ta sẽ xem xét một số cái hoạt chất thuộc nhóm kháng sinh nhé. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì nói về hoạt chất nhóm kháng sinh thì sẽ có rất là nhiều và bản thân chúng tôi thì cũng không có khả năng tổng hợp hết toàn bộ đâu. Tuy nhiên thì do đánh giá một số cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đang tồn tại ở thị trường Việt Nam hiện tại thì nó sẽ xung quanh những cái hoạt chất này, và cũng có thể là những hoạt chất này bà con mình đã thấy, đã tìm gặp rồi và cũng khá là dễ mua, cho nên là chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin để cho những bà con nào mà chúng ta chưa rõ về cái nhóm sản phẩm kháng sinh thì chúng ta sẽ liệt kê ra, cũng như là đồng thời thì chúng ta sẽ nắm được là kháng sinh thì nó sẽ có tác động trên cây trồng như thế nào và chúng ta sẽ sử dụng vào giai đoạn nào thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy thì trên cái nhóm cơ bản mà đa số nhiều nhất đó là cái nhóm có cái nguồn gốc từ Chetomicet. Thì nguồn gốc từ cái vi khuẩn Chetomicet này thì nó có rất là nhiều nhóm hoạt chất, thì trong đó có casuramycin nè, rất là phổ biến nè. Ninamycin thì mới sau này. Walidacin là một cái hoạt chất mà chúng ta sử dụng rất là lâu rồi. Ngoài ra thì với nhóm kháng sinh thì bà con có thể liên phiên với một số nhóm hoạt chất khác. Thì phổ biến còn lại là cái oxolinic acid hoặc là cái oxytetracycline. Thì đây là ba nhóm hoạt chất mà bà con sẽ thấy xuất hiện rất là phổ biến. Và bản thân những nhóm này nó cũng có cộng với nhau nha quý vị. Thì trong cuối video này thì chúng tôi sẽ có một cái hướng dẫn, một cái liên kết là những cái sản phẩm có cộng hai hoạt chất. Với nhóm kháng sinh thì nó cộng hai hoạt chất rất là nhiều quý vị. Rồi đầu tiên thì chúng tôi sẽ điểm qua một số cái nhóm vi khuẩn và nấm phổ biến mà cái nhóm kháng sinh này nó sẽ hoạt động cực kỳ tốt, và đây là những cái nhóm bệnh khá phổ biến quý vị. Thì đầu tiên thì với cái Santhomonas thì chắc là bà con cũng không xa lạ gì rồi. Thì cái bệnh lét trên cái nhóm cây có múi hoặc là bệnh trái bì lá hay còn gọi là bạc lá trên cây lúa, thì đây là những cái bệnh xuất hiện khá là thường xuyên. Thì do cái đối tượng vi khuẩn Santhomonas ha. Ngoài ra thì bệnh héo xanh trên cây rau màu cũng như cây ăn trái thì bà con cũng biết khá là rõ, thì do cái Pseudomonas. Ngoài ra thì cái bệnh thối nhũng trên bắp cải cũng như là cái bệnh thối gốc trên cây lúa thì chắc bà con cũng khá rõ, đó là cái do cái vi khuẩn Erinia ha. Đây là một cái vi khuẩn lây lan rất là mạnh trong điều kiện có nước. Ngoài ra thì còn một số cái nhóm nấm khá là phổ biến mà trong cái nhóm kháng sinh cũng quản lý được, đó là cái Hydroxyurea solani ha, gây cái bệnh đốm vàng trên cây lúa, hoặc là cái bệnh cháy lá rụng lá trên một số nhóm cây ăn trái ha. Thì ngoài ra thì một số nhóm kháng sinh thì cũng quản lý được cái đạo ôn do cái PV Cullary gây hại trên cái cây lúa của chúng ta. Rồi như vậy thì đây là những cái nhóm sẽ là phổ biến và trên nhóm kháng sinh thì sẽ quản lý được, cho nên là chúng ta sẽ tìm hiểu một số chi tiết về từng cái hoạt chất kháng sinh nhé. Kính thưa quý vị, thì đầu tiên thì chung cho tất cả những nhóm kháng sinh thì nó sẽ có cái nguồn gốc là những cái sản phẩm của quá trình hoạt động sống của vi sinh vật hoặc thực vật, và những cái sản phẩm này, những cái chất này được ly chiết ra và phát triển thành những cái thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng kìm hãm lại những hoạt động hoặc là tiêu diệt những vi sinh vật gây bệnh ha. Thì mặc dù nó cũng có nguồn gốc từ những dạng vi sinh, nhưng mà khi thông qua cái con đường ly chiết và chiết xuất để trở thành những cái hoạt chất thì nó sẽ ức chế và nó gây hại trực tiếp lại cho những cái nấm gây hại cho cây trồng của chúng ta. Và những nhóm này thì sẽ có tính nội hấp rất là mạnh. Nội hấp có nghĩa là khi mà con mình phun thì nó sẽ bám lên bề mặt thân lá cành thì nó đều có thể hấp thu vào bên trong cây trồng được hết. Và tính chọn lọc thì nó sẽ tiêu diệt một số cái loại nấm hay là một số cái loại vi khuẩn nào đó chuyên tính luôn nha. Và đương nhiên thì do nhóm kháng sinh, và đa số thì những cái hoạt chất của nhóm kháng sinh đều thuộc nhóm độc số 4. Thì một số trường hợp đặc biệt thì cũng có nhóm độc số 2 hoặc là số 3. Tuy nhiên thì đa số thì là nhóm độc số 4 nên là khá là an toàn với con người. Động vật hầu như thì không có gây ảnh hưởng đến hệ thống thiên địch. Tuy nhiên thì một số nhóm kháng sinh thì trên tài liệu có khuyến cáo là sẽ dễ hơn như trong cái việc hình thành thính kháng so với một số nhóm khác để quản lý vi khuẩn, thì nhóm này là cái nhóm dễ kháng hơn. Dễ hơn thôi nghe quý vị, chứ không phải lúc nào chúng ta sử dụng kháng sinh thì cũng gây ra kháng thuốc nha. Để là bà con chúng ta cẩn thận hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ kháng sinh. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng hoạt chất. Đầu tiên ha, chúng ta sẽ tìm hiểu hàng loạt những cái sản phẩm bên nhóm Chetomicet nha, có rất là nhiều cái hoạt chất. Thì hoạt chất hiện nay phổ biến và bà con chắc chắn là biết rất là rõ, đó là cái casuramycin ha. Thì nhóm này thì tồn tại dạng dung dịch quý vị, thì nó có dạng SL,
hoặc là dạng là tùy theo cái sản phẩm của công ty đăng ký ha. Ngoài ra thì cũng có một số dạng sẽ tồn tại dạng bột và nước, đó là dạng nguy cấp B. Thì với cái casuramycin thì nó sẽ ức chế quá trình sinh tổng hợp protein, ức chế sự sinh sôi nảy nở của vi khuẩn ha. Cái này là một cái cơ chế là chúng ta liên quan tới sinh tổng hợp protein ha, để mà chúng ta để tí xíu thì trong số những cái hoạt chất khác thì chúng ta xem thì cái cơ chế này nó khác biệt hay không. Nếu như có khác biệt thì bà con mình lưu khuyên hoặc kết hợp là bình thường ha. Rồi thì đa số là những cái nhóm kháng sinh, cho nên là giống như là kháng sinh thì chúng ta phải tiêm, phải phun trước trước cái điều kiện nấm bệnh xảy ra thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn. Có nghĩa là trong cái thế phòng hoặc là khi bệnh vừa chớm xuất hiện thì chúng ta đưa cái kháng sinh vào thì mới mang lại cái hiệu quả cao hơn là khi mà cái điều kiện dịch hại đã diễn ra quá phức tạp rồi. Thì chúng ta đưa kháng sinh vào thì hầu như nó sẽ không có hiệu quả triệt để được. Cho nên hầu hết các nhóm kháng sinh thì sẽ khuyến cáo bà con chúng ta phun sớm khi bệnh chớm xuất hiện. Thì với cái casuramycin thì sẽ một số đối tượng mà các sản phẩm sẽ đăng ký đó là bệnh đạo ôn và bệnh trái bì lá trên lúa. Thì đạo ôn do nấm nha quý vị, còn trái bì lá là do vi khuẩn Xanthomonas lúc nãy đó. Thấu nhũng trên bắp cải nha, Echinacea. Và cái bệnh lét trên cải có mối là cái Xanthomonas luôn. Thì ngoài ra thì đương nhiên thì tùy theo sản phẩm thì họ sẽ đăng ký rất là nhiều đối tượng cây trồng, kể cả cây ăn trái và một số cây trồng đặc biệt như trên họ rau màu hoặc là cây kiểng thì vẫn có. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ ghi đại diện một số cái loài nấm hoặc là vi khuẩn, hầu hết các nhóm kháng sinh đều có thể quản lý được để cho bà con mình thấy được cái mức độ phổ biến thôi. Còn ngoài ra thì trên bao bì một số sản phẩm thì họ sẽ đăng ký nhiều hơn cái những nấm bệnh này. Rồi chúng ta sẽ sang một cái hoạt chất nữa. Dẫn thuộc cái sản phẩm Zetomycet, đó là cái Ninamycin. Thì cơ chế đây là ức chế tổng hợp màng tế bào. Có nghĩa là cái này nó liên quan tới cái vấn đề khác, liên quan tới phospholipid hoặc là axit béo. Như vậy thì cái Ninamycin này bà con có thể lưng phiên được với cái Casuramycin nãy, tại vì cái cơ chế nó hoàn toàn đã khác hơn tí xíu rồi đó. Do đó thì bà con sẽ thấy hai nhóm kháng sinh này có kết hợp với nhau trên rất là nhiều sản phẩm quản lý vi khuẩn. Thì chúng ta hiểu là hai nhóm này tuy cùng là thuộc về cái Zetomycet nhưng mà cái cơ chế tác động của nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên thì khi nó kết hợp chắc chắn sẽ mang lại một cái hiệu quả quản lý hoặc là hiệu quả phòng trừ cao hơn. Thì với cái Ninamycin quý vị thì nó sẽ đăng ký trên một số đối tượng sau. Thứ nhất là bệnh giả xương mai trên rau màu nè, bệnh đạo ôn và trái bìa lá, khô vàng liễm đất hạt trên lúa, cũng khá là nhiều bệnh trên lúa ha. Thấu nhũng bắp cải rồi, héo rũ rau màu, tháng thư trên ớt sồi và cây có múi. Thì nhóm này bắt đầu nó đăng ký hơi nhiều hơn, có nghĩa là đại diện trên một số cây trồng nhóm rau màu, cây lúa, cây ăn trái đều có xuất hiện ha. Cho nên thì cũng tùy theo sản phẩm, cái Ninamycin thì phối hợp với rất là nhiều những cái hoạt chất khác quý vị, cho nên là cái phổ rộng của nó trên nhiều đối tượng phòng trừ tùy theo sản phẩm thì sẽ rất là nhiều hơn. Và Ninamycin thì cũng khá là an toàn ha, chung cho nhóm kháng sinh thì an toàn và cũng tồn tại dưới dạng dung dịch ít ăn lần. Rồi một hoạt chất nữa quý vị, đây thì một hoạt chất này chắc cũng không có xa lạ gì quý bà con chúng ta đâu, đó là cái Valiracin, thì cũng thuộc cái nhóm xạo khuẩn Zetomycet ha, cũng tồn tại dạng ớt ăn lờ. Với Vali thì cũng lâu năm rồi quý vị, cho nên là trên thị trường có thể là có, hình như là tôi nhớ là có dạng ớt B hoặc là dạng ớt C, nhưng cũng có rồi, cũng có nhưng mà nó hiếm, nhưng mà chủ yếu dạng ớt ăn lờ là nhiều nhất. Thì với cái Valiracin quý vị thì đa số thì tác động chủ yếu trên nấm bệnh thôi ha, mình không biết có đăng ký cái nhóm vi khuẩn nào hay không thì cũng chưa thấy phổ biến, nhưng đa số nấm bệnh thì đăng ký khá nhiều. Như chúng ta thấy là bệnh khô vàng nè, hay là mình còn gọi là bệnh đốm vàng đó, trên lúa, ngô và gừng ha. Lỡ cổ rễ, héo rũ, thối gốc trên rau màu, thì bà con biết là cái đây là một cái Valiracin được nào mà tưới đất trên cái nền của rau màu trước khi xuống giống rất là nhiều ha. Do cái hoạt chất này thì nó khá là rẻ tiền và cái dung tích nó lớn, ví dụ như can 2 lít, 5 lít đều có, thì mà nó không có tốn nhiều tiền, cho nên là nông dân trồng rau màu người ta sẽ thường là mua cái vali người ta tưới trước khi cái mùa vụ để mà xuống giống, để mà ngừa các bệnh là cổ rễ, cũng như là giải quyết cái nấm Hyoscyamia solani ở trên nền đất. Rồi ngoài ra thì nhóm này cũng có đăng ký cái bệnh nấm hồng, nấm hồng trên sầu riêng hoặc mai, thì bà con thấy một số hình ảnh trên cái nấm hồng nè thì cũng khá phát triển khá là nhiều. Kính thưa quý vị, thì một cái sản phẩm khá là đặc biệt mà chúng tôi buộc phải đưa vào video này với cái lý do là nó đăng ký rất là nhiều đối tượng cây trồng ở Việt Nam. Và đây là một cái chủng nấm Zetomycet luôn chứ không phải là hoạt chất nữa. Thì nó có một cái tên khá là dài mà tôi đọc không biết chính xác hay không. Đó là cái Zetomycet lidicus. Thì tên gì đó rất là dài, thì nó chỉ có một sản phẩm duy nhất ở Việt Nam thôi quý vị. Và nó tồn tại ở dạng SB, có nghĩa là dạng bột tan hoàn toàn trong nước. Và nó đăng ký rất là nhiều đối tượng, nhưng mà con thấy đây
tiết trùng hầu tiêu nè, bệnh thối trái xị mũ, hạ sầu riêng sồi nè, bệnh thối trái do vi khuẩn nhà nấm, bệnh mốc xám, hạ nho, dâu tây, bệnh xương mai, nứt thân xị nhựa trên cái đối tượng bầu bí dưa, bệnh héo quy khuẩn tháng thư, thối trái trên cà, ớt, khoai tây, bắp cải, bệnh hoàng lá thối thân đều nó phạt trên lúa. Có nghĩa là trên mỗi một đối tượng cây trồng từ lúa, rau màu, cây ăn trái, thậm chí đều có hết tất cả. Qua các sản phẩm này thì hầu hết các bà con mà sản xuất ở vùng cây ăn trái hoặc là rau màu thì chắc có thể đều biết hết nha. Thì đây là một cái dạng quy khuẩn gram dương, háo khí, và nó có thể phân hủy chất vô cơ để tạo thành những cái quy kháng để cho cây trồng hấp thu. Đồng thời nó cũng là một cái chất kích thích sinh trưởng. Và với cái nhóm quy khuẩn Chestomyces loại này thì nó sẽ ký sinh trực tiếp lên trên cây nấm hại và có thể tiết enzyme tiêu hủy cái màng tế bào của đối tượng nấm gây hại. Thì nếu như mà cái hình thức như thế này thì bà con đã có một cái liên tưởng đến Chicoderma đúng không? Đó. Thì Chicoderma vẫn là thuộc một cái nhóm nấm đối kháng trực tiếp với những loại nấm khác. Thì với cái chủng của Chestomyces lidicus này nó cũng có một cái tác động tương tự, nhưng mà đây là một cái loại quy khuẩn ha. Và do cái đặc tính của nó quản lý trên được rất là nhiều đối tượng cây trồng và chuyên biệt như thế này, cho nên là trên sản phẩm thì có những cái khuyến cáo là đương nhiên phải phun qua lá là bình thường rồi, thì bà con hoàn toàn có thể tưới đất cũng được nè, để xử lý nấm bệnh nè, xử lý cho cả hạt giống và xử lý ra cho cả những cái vị trí mà chiếc cây luôn, quý vị có thể xử lý được hết ha. Thì đây là một cái sản phẩm được đăng ký khá là nhiều và phổ biến và có rất là nhiều cách sử dụng, thì bà con cũng có thể tham khảo. Rồi ngoài ra thì với cái Chestomyces thì còn một cái dòng nữa, đó là cái Chestomyces sulfate ha. Thì cái hoạt chất này thì nó sẽ tồn tại dưới dạng là nó kết hợp với những cái hoạt chất khác là nhiều. Cho nên là mai mốt khi mà bà con sử dụng những cái sản phẩm vi khuẩn mà từ nhóm kháng sinh thì chúng ta sẽ thấy lúc nào cũng Chestomyces sulfate sẽ kết hợp với một cái hoạt chất nào đó để trở thành một cái sản phẩm có từ 2 cho đến 3 hoạt chất trở lên, đó là như vậy. Thì riêng với cái Chestomyces sulfate thì nó đăng ký một số đối tượng như sau quý vị. Thấu nhũng cho bắp cải nè, trái bì lá leo nấm hạt trên lúa, sẹo trên cam hay là giả sinh mai trên dưa ha, thì một số cái nấm bệnh phổ biến, những một số vi khuẩn phổ biến trên cái đối tượng cây trồng thì đa số thì nó tồn tại với dạng kết hợp với những hoạt chất khác là nhiều. Rồi như vậy thì chúng ta đã giải quyết được nhóm một quý vị. Nhóm một thật ra thì cũng còn một số cái hoạt chất khác nữa quý vị. Một vài hoạt chất thì nó tồn tại ở dạng một sản phẩm thôi, hoặc là nó lại cũng cộng với nhiều cái hoạt chất trong những cái sản phẩm khác. Cho nên thì chúng tôi cũng không đưa vào đây do cái mức độ phổ biến nó chưa cao. Rồi một cái nhóm thứ hai để bà con mình lưng phiên với Chestomyces đó là cái Ozolinic Acid ha. Thì cái nhóm này thì là một cái sản phẩm của một cái tập đoàn của Nhật rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua và hoạt động rất là hiệu quả trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau. Thì với cái Ozolinic Acid thì nó có tác động đó là tiếp xúc và nội hấp cực mạnh, hiệu quả cao trên cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Thì trong đó thì có những nhóm phổ biến như chúng ta đã chia sẻ từ đầu video ha, Xanthomonas, Pheromonas hoặc là Echinacea, có nghĩa là trên những đối tượng như là trái bì lá lúa, rồi thấu nhũng trên bắp cải, hay là một số cái bệnh do vi khuẩn mà thực hiện trên cái cây trồng cây ăn trái hoặc là rau màu phổ biến khác. Nhóm này thì có một cái tác động đó là ngăn chặn và chống lại sự lây lan của quýt bệnh, ức chế các loại vi khuẩn kháng thuốc. Có nghĩa là khi mà bà con mình sử dụng một cái loại vi khuẩn nào đó trước cho cây trồng nhưng mà nấm bệnh không đứng, có nghĩa là vi khuẩn nó đã có khả năng kháng thuốc rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái Ozolinic Acid sau đó để mà ức chế lại những cái vi khuẩn đã kháng thuốc đó, và đồng thời thì nó sẽ ngăn chặn và chống lây lan cho quýt bệnh ha. Và với cái Ozolinic Acid thì tồn tại khoảng vài sản phẩm ở Việt Nam quý vị, và đa số thì ở dạng WKB, có nghĩa là dạng bột và nước. Rồi đây là một cái sản phẩm mà bà con có thể để mà lưng phiên với những cái hoạt chất trước đây ha. Rồi một nhóm nữa cũng có thể lưng phiên được. Đây, một cái hoạt chất thứ ba trong cái nhóm kháng sinh này thì có một cái tên khá là dài, cho nên là chúng tôi đọc cái đoạn đầu thôi những cái gì. Đó là cái oxytetracycline. Các bà con nghe thì giống giống như cái tetracycline trên cái thuốc trên người của mình ha. Thật ra thì nhóm kháng sinh thì trên cây trồng cũng có, trên con người cũng có, và trong cả thuốc thú y vẫn có nha mấy chị. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ nói đến những cái chủng mà nó hoạt động trên cái thuốc bảo vệ thực vật, đó là cái oxytetracycline. Thì cái nhóm này thì bà con có thể liên phiên với nhóm số 2 và cái nhóm Chestomyces bình thường. Và nhóm này thì cũng chùm trong cái câu chuyện là cộng với những hoạt chất khác, chứ nó tồn tại một mình thì chúng tôi thấy hình như là có một hai sản phẩm gì đó thôi, còn đa số nếu cộng với những hoạt chất khác thì lại rất là nhiều. Thì cái nhóm kháng sinh loại này quý vị thì nó có tác động là tiếp xúc và nội hấp.
Trong vòng khoảng 30 phút, có nghĩa là sau khi bà con mình phun trong vòng 30 phút là cái oxy tetraxylin sẽ được nổi hấp hoàn toàn vào trong cây. Hiệu lực kéo dài có thể từ 2 cho đến 3 tuần. Và đây là cũng một một dạng ức chế sinh tổng hợp protein. Thì nếu như bà con nhớ cái cơ chế đầu tiên của casuramycin thì cũng chính là ức chế sinh tổng hợp protein ha. Cho nên thì oxy tetraxylin thì nếu như bà con sử dụng luân phiên với cái casuramycin thì nó sẽ cùng cơ chế tác động. Cho nên thì trong cái việc này thì chúng ta luân phiên sẽ chưa có gọi là luân phiên tính kháng tốt ha. Tuy nhiên thì với một số nhóm khác có cái cơ chế hoạt động khác thì bà con có thể luân phiên được. Với cái hoạt chất này quý vị thì có một cái sản phẩm nổi tiếng rất là lâu trên thị trường rồi, của một cái tập đoàn của Nhật. Thì nó đăng ký trên rất là nhiều đối tượng cây trồng khác nhau. Thì trong đó thì chúng tôi ghi nhóm phổ biến thôi, ví dụ như lúa, rau màu, cây ăn trái và kể cả trên cây kiểng đều có đăng ký hết. Tùy theo cái sản phẩm cũng như là cái đối tượng mà bà con cần thì có thể xem lại trên bao bì của những sản phẩm này. Thì chúng tôi vẫn có để tên những cái sản phẩm thương mại xung quanh những cái hoạt chất của nhóm kháng sinh này, chúng tôi để bên phần cái phần mô tả bên dưới của video để cho bà con mình có thể ghi ra để tìm kiếm. Và như chúng tôi đã nói từ đầu thì cái oxy tetraxylin thì hầu hết thì nó sẽ kết hợp với một số cái hoạt chất khác nữa, có thể là kết hợp với một số cái hoạt chất thuộc nhóm vi khuẩn nhưng mà không phải là nhóm kháng sinh luôn, để mà nó nâng cao cái hiệu lực phòng trừ và cái quản lý tính kháng được tốt hơn. Thì có thể là trong cái video sau thì chúng tôi sẽ trình bày thêm một số cái hoạt chất quản lý vi khuẩn mà không thuộc nhóm kháng sinh. Thì bà con sẽ thấy có những nhóm bên đó nó sẽ cộng ngược lại với cái oxytetracycline bên cái nhóm kháng sinh bên này. Rồi, kính thưa quý vị, thì thật ra chúng tôi dự định là sẽ đưa hết tất cả những cái sản phẩm và hoạt chất vi khuẩn vào trong cùng một video. Nhưng như vậy thì nó sẽ làm dài cái nội dung video quá, cho nên là mình tách ra luôn. Bữa nay bà con mình nắm rõ về cái phần kháng sinh thôi. Rồi xong rồi, trong video sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái hoạt chất quản lý vi khuẩn nữa thì có thể luân phiên ngược lại với nhóm kháng sinh này, thì nó sẽ tạo ra cái điều kiện để cho bà con mình hiểu rõ thông tin hơn và chúng ta biết cách luân phiên rõ ràng hơn. Còn nếu mà nạp vô cùng một cái video thì có thể bà con sẽ hơi khó nhớ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc video này bằng những cái sản phẩm kết hợp ha. Thì bà con sẽ thấy tuy là cùng một cái nhóm kháng sinh nhưng mà do cơ chế tác động khác nhau ha. Ví dụ như chúng ta thấy đầu tiên là trong cùng cái nhóm có nguồn gốc từ vi khuẩn Zetomipsec này thì có hai anh bạn này là casuramycin và ninamycin cùng nhóm nhưng mà lại có những cơ chế tác động hoàn toàn khác nhau, cho nên bà con sẽ gặp rất là nhiều những cái sản phẩm có kết hợp giữa casuramycin và ninamycin cực kỳ nhiều. Cái gì ở thị trường Việt Nam là cực kỳ nhiều khi kết hợp hai nhóm này đó. Thì như vậy khi bà con mình nhìn vô sản phẩm này thì không có gì bất ngờ nữa, à hai những thằng này tuy cùng nhóm nhưng mà nó cơ chế tác động khác nhau nên nó cộng nhau là ok đó. Rồi, ngoài ra thì valiracin thì nó tác động tính nấm thì hầu như là một mình là nhiều, nhưng mà nhóm này rẻ tiền ha, bà con tưới đất thì tương đối chi phí tương đối thấp. Chetomycin linicus thì nó chỉ có một sản phẩm duy nhất ở Việt Nam thôi, thì bà con có thể tìm hiểu cái sản phẩm này. Ngoài ra thì còn lại cái anh bạn chetomycin sulfate này thì đây là cái hoạt chất trùm về cộng với những hoạt chất khác. Rồi còn bên đây thì cái ozolinic acid quý vị thì nó cũng tồn tại sản phẩm chứa riêng một mình hoạt chất này. Ngoài ra thì hoạt chất này cũng có cộng với chetomycin sulfate ha. Rồi nhóm thứ ba thì trùng cộng ha. Oxytetracycline thì cộng rất là nhiều với những hoạt chất khác thì trong đó cũng có cộng với chetomycin sulfate. Có nghĩa là đây là những cái nhóm kháng sinh khác nhau. Cho nên nó cộng nhau trong cùng một hoạt chất thì để có nhiều cơ chế tác động hơn, thì để quản lý được cái tính kháng trên cái đối tượng vi khuẩn hoặc là cái nấm bệnh mà nó tác động trực tiếp. Thì đây cũng là một cái cơ hội để mà nâng cao cái khả năng quản lý tính kháng cho cái nhóm kháng sinh này. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với nhóm kháng sinh thì bà con chúng ta lưu ý thì đây là những cái nhóm mà khá là an toàn với môi trường và không có ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như là động vật máu nóng. Tuy vậy thì nhóm kháng sinh thì do là phải kích kháng ngay từ đầu, cho nên là bà con nên phun sớm và phun định kỳ, đặc biệt là trong cái điều kiện mùa mưa cũng như là cái thời tiết mưa gió thay đổi liên tục, thì cây trồng dễ tổn thương tạo ra vết thương thì nên quản lý kháng sinh sớm, hoặc là khi chúng ta thấy cái vi khuẩn chớm xuất hiện thì bà con lập tức sử dụng nhóm kháng sinh ngay. Thì nhóm này rẻ tiền nhưng mà nó cần có thời gian hoạt động trong vòng vài ngày gì đó, tại vì nó nổi hấp vào bên trong rồi xong rồi nó hoạt động từ bên trong ra phía ngoài thì nó mới có khả năng quản lý cái đối tượng vi khuẩn tốt. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta sẽ nhắc lại thêm một cái phần nữa ha. Thì lẽ ra thì cái này chúng tôi đã dựng chung cho tất cả những video của vi khuẩn rồi thì mới tới cái phần này. Tuy nhiên thì do trong cái nhóm kháng sinh thì cũng phải trình bày trước để thôi bà con chúng ta quên đi cái đặc điểm này. Đó là cái kháng sinh ha, cái nghĩa là những nhóm mình đã trình bày rồi ở đây. Thì chúng ta sẽ không cộng chung với các thuốc thuộc nhóm gốc độc và chúng ta cũng không cộng với các nhóm carbamate kim loại, đặc biệt là trong đó là cái phosgene aluminum ha. Thì đây là những nhóm chúng ta không thể nào cộng chung được, tại vì sau khi bà con mình biết hết tất cả những nhóm vi khuẩn rồi
thì trong đó cũng có cả gốc đồng và có cả forsetin aluminium. Và nếu mà chúng ta kết hợp hai sản phẩm lại thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng này khá là nhiều. Cho nên là sẽ dặn bà con mình trước trong cái video kháng sinh ngày hôm nay. Và chắc chắn một điều thì đây là những cái loại thuốc kháng sinh thì chúng ta sẽ không cộng cùng với các chế phẩm vi sinh quản lý cái côn trùng. Thì trong đó ví dụ như bacillus hay là một số loại nấm khác thì nó sẽ tiêu diệt cái bacillus cũng như là một số loại nấm này thì cũng có ảnh hưởng. Cho nên là chúng ta xem xét và nhớ kỹ cái điều này nó gì. Rồi, video chúng ta ngày hôm nay thì chỉ đơn giản như thế thôi. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì như chúng tôi đã chia sẻ thì trong video sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục những cái hoạt chất còn lại của nhóm vi khuẩn để bà con có thể luân phiên với nhóm kháng sinh ở đây. Rồi, như vậy thì nếu như bà con mình còn thêm những cái thông tin gì thì có thể để lại bình luận bên dưới video này, hoặc là liên hệ về với ba số điện thoại của nhóm kỹ thuật của chúng tôi. Có thể là bà con gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để gọi những thông tin cần thăm hỏi thì chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho bà con chúng ta. Và bà con chúng ta nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Và kênh Sức Khỏe Cây Trồng xin cảm ơn tất cả quý vị và quý bà con đã luôn đồng hành cùng những cái video của kênh trong thời gian vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Và xin trân trọng kính chào.